Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Điều tra TV. Thưa quý vị, trong phòng biệt giam, tử tù thường ngủ vào ban ngày và thức vào ban đêm. Bình minh của họ là khi mặt trời lặn xuống. Các cuộc thi hành án tử hình bao giờ cũng bắt đầu vào lúc tờ mờ sáng và kết thúc vào trước lúc mặt trời mọc. Khi trời sáng thấy mình vẫn yên vị trong phòng biệt giam, ấy là lúc tử tù biết rằng mình vẫn còn được sống. Có thể thấy dù ở ngoài xã hội họ là những tên giang hồ cộm cán hay những kẻ sát nhân máu lạnh, gây án không ghê tay. Nhưng khi bị kết án tử thì tất cả đều có những diễn biến tâm lý rất khó diễn tả. Để có cái nhìn rõ hơn, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi theo dõi sau đây. Vụ án đã qua đi cả thập kỷ, nhưng với người dân Tây Ninh, khi nhắc lại tên tử tù thì mọi người đều cảm thấy thương xót cho số phận nạn nhân lẫn hung thủ, bởi cả hai còn quá trẻ tuổi, người mất mạng, kẻ bị tử hình. Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bắc, 23 tuổi, ngụ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, án tử hình về tội giết người và 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Vụ án giết bạn gái trong nhà nghỉ bằng 17 nhát dao từng gây rúng động dư luận tại địa phương và hàng trăm người đã đến theo dõi phiên tòa. Theo cáo trạng, Bắc và chị Khánh Ngân có quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, do ghen tuông và nghi ngờ bị gia đình Ngân ngăn cản nên Bắc nảy sinh ý định giết người yêu. Ngày 3 tháng 9, Bắc chuẩn bị sẵn dao, giấu dưới yên xe rồi gọi điện thoại cho Ngân. Nghe chị Ngân nói là chuẩn bị đi công tác ở xã Tân Đông, huyện Tân Châu nên Bắc chạy xe đi đón chị Ngân. Bắc rủ Ngân vào nhà nghỉ ở xã Tân Đông, huyện Tân Châu để nói chuyện. Sau khi quan hệ, Bắc gọi điện cho mẹ Ngân xin được thường xuyên tới nhà thì mẹ Ngân trả lời: "Con láo lắm, bác không muốn nói chuyện với con" và tắt máy. Lúc này, Bắc lấy dao đã chuẩn bị sẵn, đâm liên tiếp 2 đến 3 nhát vào vùng ngực của chị Ngân. Nạn nhân van xin nhưng Bắc tiếp tục leo lên giường, đâm tiếp 14 đến 15 nhát vào ngực, hông, lưng đến khi Ngân bất động thì Bắc mới dừng lại. Sau đó, Bắc tự lấy dao cứa cổ, cắt cánh tay, đâm vào ngực để tự tử nhưng không chết. Lúc này, chủ nhà trọ nghe tiếng động đến gõ cửa thì Bắc vào nhà vệ sinh rửa sạch vết máu trên người và nhờ chủ nhà trọ điện thoại báo công an. Trong lúc chủ nhà trọ đang điện thoại cho công an, Bắc ra phía sau nhà nghỉ, leo tường rào và chạy thoát. Trên đường bỏ chạy, Bắc nhìn thấy xe máy biển số 70K108555 của bà Nguyễn Thị Bạch Thu dựng trước nhà có sẵn chìa khóa nên trộm xe chạy về nhà. Bắc được gia đình đưa đến bệnh viện đa khoa Lê Ngọc Tùng cấp cứu và bị bắt giữ. Hội đồng xét xử nhận định hành vi giết bị cáo của bị cáo Bắc có tính chất côn đồ, bị cáo cố tình thực hiện tội phạm đến cùng. Sau khi giết người, bị cáo còn tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội khác, do đó cần cách ly bị cáo vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo mức án là tử hình. Những vụ sát hại người yêu, người tình trong nhà nghỉ liên tiếp diễn ra khiến nhiều người đặt ra câu hỏi tại sao đối tượng lại có thể ra tay man dợ với nạn nhân đến như vậy? Phải chăng thiếu kiến thức khi yêu hay thiếu kỹ năng sống trong việc giải quyết mâu thuẫn? Ở vụ án nghiêm trọng khác xảy ra tại Thừa Thiên Huế. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, từ cuối năm 2010, Lê Phước Tuấn, sinh năm 1981, trú ở xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, có quan hệ yêu đương với chị Nguyễn Thị Hoàng Thủy, sinh năm 1987, trú tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Chị Thủy đã có một con riêng 8 tuổi. Ngày 8 tháng 8 năm 2012, Tuấn từ nhà vào Đà Nẵng thăm chị Thủy và ở trọ tại nhà nghỉ Anh Hào ở đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Đà Nẵng. Sáng ngày 16 tháng 8 năm 2012, chị Thủy đi xe mô tô biển số 43M12768 đến nhà nghỉ Anh Hào chờ đón Tuấn cùng đi Huế chơi. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày thì cả hai đến thị trấn Lăng Cô. Lúc này, chị Thủy cơ mệt nên đã vào thuê một phòng nghỉ tại khách sạn Yến Hoàng Anh ở thị trấn Lăng Cô để nghỉ ngơi. Sau khi nhận phòng, chị Thủy đi tắm, còn Tuấn đi mua một lon bia và một chai nước suối. Về phòng, Tuấn mở bia ngồi uống và bật TV xem. Trong lúc uống bia, Tuấn nảy sinh ý định giết chị Thủy để lấy xe mô tô. Khi tắm xong, chị Thủy đến nằm cùng giường và nói chuyện yêu đương với Tuấn. Được khoảng 2 đến 3 phút thì Tuấn hỏi chị Thủy cho hôn không, thì chị Thủy trả lời không cho. Tuấn liền nói không cho thì bị bóp cổ. Nói xong, Tuấn ngồi xổm lên người chị Thủy và dùng hai tay bóp vào yết hầu của chị Thủy. Chị Thủy ra sức chống cự, dùng miệng cắn vào tay Tuấn. Bị cắn, Tuấn đã cắn vào mũi chị Thủy nhưng chị Thủy không buông ra. Lúc này, Tuấn đã dùng đầu gối thúc vào mặt chị Thủy và tiếp tục dùng tay bóp cổ chị Thủy cho đến khi thấy chị Thủy nằm yên. Máu ở miệng và mặt của chị Thủy chảy ra. Lúc này, Tuấn buông tay và nằm lên giường nghỉ ngơi.
Khi biết chị Thủy đã chết, Tuấn bồng chị Thủy đặt lên giường bên cạnh với tư thế nằm nghiêng, mặt úp xuống gối, rồi lấy một tấm ga giường đắp lên phần dưới người chị Thủy. Sau đó, Tuấn lấy khăn lau sạch vết máu trong phòng rồi đi tắm. Sau khi tắm xong, Tuấn lục túi sách chị Thủy, lấy các giấy tờ xe mô tô và một máy điện thoại di động hiệu Samsung màu đen, rồi trèo qua lan can phòng nghỉ, đi ra cổng sau, lấy xe mô tô biển số 43M12768, chạy vào Đà Nẵng. Tuấn quay lại nhà nghỉ Anh Hào, tại đây Tuấn đã ngồi viết giả mạo các giấy tờ mua bán xe. Đến 15 giờ ngày 16 tháng 8, Tuấn đi xe mô tô này trở lại thị trấn Lăng Cô cùng với một cô gái vừa quen tại nhà nghỉ Anh Hào. Tại đây, Tuấn đến nhà ông Nguyễn Thương ở thôn Lập An để đánh bài. Tuấn đã nhờ con ông Thương mang xe mô tô đi cầm, lấy 15 triệu đồng. Đến 18 giờ cùng ngày, Tuấn và cô gái mới quen đón xe khách quay trở lại Đà Nẵng và thuê phòng nghỉ tại đây. Đến 16 giờ ngày 17 tháng 8, Tuấn quay trở lại Lăng Cô và đến nhà ông Nguyễn Thương đánh bài. Đến hơn 20 giờ cùng ngày thì Tuấn bị công an bắt ngay tại chiếu bạc. Cũng theo cáo trạng, năm 2000, Lê Phước Tuấn nhập ngũ và được đi học lớp trung đội trưởng tại trường quân sự quân khu 4 ở Nghệ An. Tháng 6 năm 2002, về công tác tại Tiểu đoàn 1, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế với cấp hàm trung úy, chức vụ trung đội trưởng. Đến tháng 10 năm 2004, Tuấn phạm tội trộm cắp, bị Tòa án quân sự quân khu 4 phạt 24 tháng tù giam và bị tước quân tịch. Ra tù, Tuấn lại trộm cắp và tháng 11 năm 2008 thì bị Tòa án Nhân dân thành phố Huế phạt 15 tháng tù giam. Đến tháng 12 năm 2009, Tuấn lần thứ 3 bị Tòa án thành phố Đông Hà, Quảng Trị tuyên phạt 6 tháng tù giam cũng về tội trộm cắp. Tại phiên tòa, Lê Phước Tuấn đã thành thật khai báo về hành vi giết người cướp tài sản của y. Sau khi xem xét quá trình phạm tội giết người cướp tài sản và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ của Lê Phước Tuấn, Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tuyên phạt mức án tử hình về tội giết người, 8 năm tù giam về tội cướp tài sản, tổng hợp hai hình phạt là tử hình. Ngoài ra, tòa án cũng tuyên phạt Lê Phước Tuấn mức bồi hoàn dân sự cho gia đình bị hại tổng cộng hơn 133 triệu đồng và chu cấp mỗi tháng 600.000 đồng cho con của chị Thủy cho đến khi đủ 18 tuổi. Cũng với cáo trạng tương tự, năm 2020, ngày 19 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử và đã tuyên phạt bị cáo Vũ Duy Hoàng, sinh năm 1976, trú ở xã Lưu Hoàng, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, mức án tử hình về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung, Vũ Duy Hoàng phải chấp hành mức án tử hình. Bị hại trong vụ án là chị Đoàn Thị Thúy, sinh năm 1972, trú ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội, được biết là người tình của hung thủ. Theo cáo trạng truy tố, cuối năm 2017, Hoàng quen biết, sau đó nảy sinh tình cảm với chị Thúy. Đến tháng 5 năm 2018, Hoàng ly hôn với vợ và dọn về chung sống với chị Thúy như vợ chồng tại nhà riêng của người tình ở huyện Ứng Hòa. Quá trình chung sống, cặp đôi gặp nhiều khó khăn về kinh tế vì không có việc làm ổn định. Để có tiền chi tiêu, Hoàng đến quận Hà Đông làm thợ xây. Vừa làm được ít ngày thì Hoàng nhận được điện thoại của người tình xin tiền để mua xe máy. Hoàng nói chỉ có 1,6 triệu đồng và hẹn chị Thúy ra Hà Đông lấy tiền. Chiều ngày 29 tháng 11 năm 2020, chị Thúy bắt xe buýt ra Hà Đông gặp Hoàng. Sau khi đi ăn tối, hai người đến một nhà nghỉ thuộc địa bàn quận Hà Đông. Tại đây, chị Thúy tiếp tục xin Hoàng 4 triệu đồng. Do không có tiền, Hoàng nói là chỉ có 1,6 triệu đồng, khiến hai bên lời qua tiếng lại. Theo lời khai của bị cáo, chị Thúy đã chửi bới và xúc phạm nên Hoàng bỏ xuống quầy lễ tân mua 3 lon bia lên phòng, uống một mình. Đến 2 giờ ngày 30 tháng 11 năm 2020, Hoàng uống hết bia, nhìn sang, thấy chị Thúy nằm ngủ do bực tức về việc trước đó bị xúc phạm nên Hoàng đã tát, đấm liên tiếp vào mặt nhân tình. Khi nạn nhân tỉnh lại thì Hoàng lấy khăn bịt mũi, miệng và bóp cổ. Chỉ đến khi nạn nhân nằm bất động, Hoàng mới dừng tay. Biết người tình đã chết, Hoàng lấy điện thoại của nạn nhân rồi rời khỏi nhà nghỉ. Vụ việc sau đó được nhân viên nhà nghỉ phát hiện, trình báo cơ quan công an. Hội đồng xét xử sơ thẩm khẳng định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội, thể hiện không còn khả năng để giáo dục cải tạo nên cần thiết phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống. Thưa quý vị, trong cuộc đời này, đến lúc ai đó đã biết nói được hai chữ giá như thì dường như đều đã không còn lối quay về. Đối với những tử tù, kẻ phạm tội chịu bản án cao nhất của pháp luật cũng vậy. Mọi tội ác đều phải trả giá trước pháp luật, mà bản án pháp luật thì dễ trả. Bản án lương tâm thì sẽ đeo đẳng dây vào những kẻ phạm tội đến phút cuối đời. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Trong cuộc đời này, đến lúc ai đó đã biết nói được hai chữ giá như thì dường như đều đã không còn lối để quay về.